Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay thì bác sĩ Vũ Trịnh Thanh Quân đến từ Đại học Y Dược Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được báo cáo chủ đề về vai trò của FENO trong chẩn đoán và điều trị hen. Về nội dung của bài báo cáo thì gồm 5 phần. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói chút xíu về cái nguồn gốc và cái vai trò của FENO trong hen. Thứ hai là các yếu tố ảnh hưởng đến cái FENO, và tiếp theo là các bằng chứng FENO trong quản lý hen. Và thứ tư đó là cái hướng dẫn của sử dụng FENO trong chẩn đoán và theo dõi hen, và cuối cùng đó là cái việc mà vai trò FENO này trong cái hen nặng. Đầu tiên thì chúng ta nói về nguồn gốc và cái vai trò FENO trong hen. Thì FENO này nó như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng FENO này có nguồn gốc là từ cái enzyme mà Egypt oxygen synthase này, nó sẽ xúc tác cái quá trình khử cái guanidinyl nitrogen của amino acid anin và sẽ tạo thành cái NO. Và chúng ta thấy là mình có ba cái men, có ba cái men ha, nốt 1, nốt 2 và nốt 3. Nốt 2 là cái loại rất là đặc biệt, đây là cái loại cảm ứng và nó chỉ xuất hiện trong những cái tình trạng bệnh lý, ví dụ như trong trường hợp sốc nhiễm khuẩn hay là những cái bệnh lý viêm tính, những bệnh lý mãn tính thôi. Còn cái nốt 1 và nốt 3 này thì nó thường cái khi kích thích thì nó sẽ đây nó còn phép ba thì nó sẽ tạo nên chủ yếu là trong cái vai trò trong việc điều hòa trên đường mạch máu. Thì đây là cái sự hình thành của cái NO. Chúng ta thấy là NNO và INO, hay là NNO là nốt 1, INO là nốt 3, thì chủ yếu là nằm ở những cái tế bào niêm mạc thần kinh hoặc tế bào nội mô mạch máu. Còn cái INO, INO này đó, hay là cái nốt hai đó, là nó nằm biểu mô đường dẫn khí. Và chúng ta thấy đây khi hay gọi là I là inducible NO, NOS đó, là cái enzyme mà nó sẽ cảm ứng, và khi mà có một cái tình trạng viêm gây ra kích thích là cái việc mà tạo ra cái cytokine này, thì nó sẽ làm tạo ra cái NO này, tạo ra cái NO này ha. Và NO này nó sẽ liên quan đến câu chuyện viêm của cytokine, viêm của cái tế bào, viêm TH2. Đó là những cái đặc trưng của cái tình trạng viêm tiếp 2 ở trong hen. Và NO này thì trong khi thở ra chúng ta đo, và chúng ta thấy là mình sẽ thổi qua một cái ống đo cái NO này. Và NO này sẽ được tạo ra như thế nào? NO này có nhiều cái kiểu tạo ra trong nhiều loại tế bào, nhưng mà cái về cái nguồn gốc của NO trong cái đường hô hấp của mình đó, thì nó có thấy là NO có thể tạo ra được từ những cái sang phổi của chúng ta, và cái nồng độ NO rất là cao ở trên 1000 ppb. Ppb là bát và billion là cái đơn vị tích của cái NO này ha. Và những cái đường phía dưới thì những cái trung tâm của chúng ta thì vẫn có tạo ra cái NO, vẫn tạo ra NO. Và khi mà đo, như khi chúng ta đo cái FENO này, thì chúng ta thấy là cái câu chuyện đó là do cái NO trong cái phần chủ sang mình khá là cao, cho nên khi đo chúng ta phải cẩn thận để mà tránh tình trạng mà thay vì mình lại đo muốn đo cái NO từ trong cái phổi của mình, thì mình lại đo nhầm qua cái NO trong mũi xoang của chúng ta. Đó, thì mũi xoang, ví dụ như là khi mà bệnh nhân thổi ra, mình cho bệnh nhân bịt mũi lại, thì hơi khí thay vì nó đi ra từ chuột mũi thì nó lại đi xuống vào phần họng của mình, mà NO ở trong cái phần họng của mình thì nó lại ở trong mũi của mình thì nó thường cao và có thể ảnh hưởng đến kết quả đo NO của chúng ta. Thì chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ nói về các yếu tố mà ảnh hưởng tới cái FENO. Thì FENO là gì? FENO hay mình tạm dịch là đo nồng độ NO ở trong tiết thở ra, fraction exhale NO, FENO. Thì nó đo bằng cách nào? Nó đo bằng cách đó là cái người đo này sẽ thổi qua một cái lưu lượng kế này ha, thổi qua lưu lượng kế và sẽ được phân tích. Thì có nhiều cái phương pháp, ví dụ như những cái kỹ thuật mà mình sẽ có thể đo online, có nghĩa là đo phân tích theo thời gian thật, là đo và khi đo, và khi khi đo cái kiểu online này thì bệnh nhân, cái người đo này phải thổi ở một cái vận tốc thổi hạn định, thường đó là 50, theo khuyến cáo là 50 ml trên giây ha. Đó rồi, hoặc là chúng ta có thể đo bằng cách đo offline này, chúng ta đo dồn cái thu cái khí NO này vào ở trong một cái bình, một cái túi, và chúng ta phân tích sau. Thì cái đo NO thì chúng ta rất quan trọng tới cái câu chuyện đó là những cái yếu tố này có thể ảnh hưởng tới cái FENO này, có thể ảnh hưởng đến cái quá trình mà phân tích kết quả của mình. Và những cái yếu tố này nếu chúng ta biết được thì mình sẽ thấy khi chúng ta phân tích kết quả đo cái FENO này nó sẽ phù hợp hơn. Thì những cái yếu tố nào có thể làm tăng cái FENO chúng ta, ví dụ đây là thường lớn tuổi, tuổi trên 12 tuổi, hen hen thì chúng ta thấy là cái bệnh chúng ta nó là hen ha, thì hen là một cái trường hợp hen nó rất là rõ.
rồi những cái người có dị ứng hoặc là dùng thuốc và ăn những cái đồ ăn nhiều acid hoặc đi các chất ít ở ví dụ chúng ta ăn mắm, cái người ăn mắm rồi đo cái NO thì có thể sẽ tăng lên ha, hoặc là ô nhiễm không khí và một số cái bệnh lý, chúng ta thấy là nhiễm trùng đường hô hấp trên, viêm bạch cầu ái tan không do hen thì cũng có là tăng NO vì nó cũng qua trung gian cái bạch cầu ái tan, và cái nhiễm trùng hô hấp trên này có một cái yếu tố mà chúng ta để ý thấy ha. Và nếu mà bệnh nhân có nhiễm trùng hô hấp thì khoảng 2 tuần thì chúng ta hay tốt thì là 2 tuần sau khi hết triệu chứng thì mình mới nhanh cho đo cái NO lại, tại vì nó có thể là cái nồng độ NO chúng ta thấy là nó sẽ đạt được cái bình nguyên, đạt được cái sự ổn định sau khoảng 2 tuần, rồi những cái yếu tố này có thể làm giảm cái đo cái FNO này thì chúng ta thấy là một trong những yếu tố mình thấy quan trọng đó là cái gắng sức. Gắng sức ở đây thì chúng ta thấy là một cái bệnh nhân tập thể dục này nọ thì có thể làm cái gắng sức này, và đối với cái bệnh nhân heo chúng ta thấy là cái bệnh nhân khi đo mình có thể cho bệnh nhân vừa đo hốc khí cùng lúc vừa đo cái FNO này, và như vậy thì chúng ta nên cho bệnh nhân đo FNO này trước khi đo hốc khí, vì đo cái động tác đo hốc khí đo đi đo lại nhiều lần có thể làm giảm cái NO này, và bệnh nhân nhiều khi NO cao mà mình đo hốc khí thì NO thấp cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc phân tích kết quả. Ngoài ra cái việc mà bệnh nhân hút thuốc lá thường xuyên cũng ảnh hưởng đến cái FNO, bệnh nhân cứ phì phè thuốc lá hoài khá là ảnh hưởng. Rồi những tình trạng khác như là phơi nhiễm hóa học thuốc vận động hay thân nhiệt vân vân thì đều cũng có thể ảnh hưởng tới cái đo cái dạng làm giảm cái giá trị NO đo chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về các bằng chứng về quản lý của cái FeNO này ở trong cái lý hen. Thì như chúng ta cũng biết được rằng hen thì chúng ta biết thì ra nói rồi, hen là một cái bệnh lý mạng tính của viêm mạng tính của đường thở chúng ta, và cái điều trị hen của chúng ta thì phải là một cái điều trị mà lâu dài và điều trị cái nền viêm ở trong hen, và cái vai trò nổi bật đó là cái vai trò cực tôi quý chạy hít hay gọi là ICS ha. Và cái phenol này chúng ta thấy rằng nó được chứng minh là có tương đối là nó là một trong những yếu tố đánh giá cái đáp ứng với cái ICS của chúng ta. Chúng ta thấy đây là cái hướng dẫn mà điều trị rina theo 2 cái phác đồ khác nhau, thì dù phác đồ nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy rất là nổi bật cái vai trò của ICS. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái việc mà NO liệu có thể giúp chúng ta thay đổi cái liều ICS hay không trong cái điều trị hen. Thì ở đây là cái slide tóm tắt về một số cái vai trò nổi bật của NO trong hen, thì nó đây là cái chuyện hỗ trợ trong chẩn đoán chứ không phải giúp được xác định chẩn đoán. Hay xác định chẩn đoán hen thì chúng ta phải dùng sử dụng hộp ký và có thể giúp chúng ta xác định cái kiểu hình viêm thứ hai, viêm hen cho cái tăng bậc cầu ái toan, rồi xác định khả năng đáp ứng với lại cầu tiêu quyết thiết, rồi cung cấp những cái mức nền của NO trong khi mà hen lúc hen ổn định, và giúp chúng ta có thể hỗ trợ ta quyết định là tăng liều hay giảm liều cái cầu tiêu quyết thiết ha, và có thể giúp chúng ta đánh giá được cái tuân thủ điều trị của cái ICS ở trên bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái viêm loại 2 trong hen này, thì cái NO này nó là một trong cái kỷ điểm của cái viêm loại 2 trong hen. Thì cái viêm loại 2 trong hen này thì chúng ta thấy nó là cái câu chuyện gì? Thì chúng ta thấy ở đây cái câu chuyện của nó đó là đây là viêm loại 2 trong hen và tăng trên cái tạp chí Nature, thì chúng ta thấy rằng khi một cái yếu tố nào đó kích thích ha, kích thích lên, đây là cái biểu mô đường đường dẫn khí hô hấp của mình, khi một cái yếu tố nào kích thích lên thì nó sẽ dẫn tới là câu chuyện làm chúng ta phóng thích là những cái hóa chất trung vi gen gây viêm, các interleukin hay các interleukin, và những cái interleukin này nó sẽ có liên quan đến cái việc có cái liên quan kích hoạt cái ICR ở đây, và chúng ta thấy rằng tiết ra interleukin 5, 13 gì đó, và có vai trò của cái tế bào TH2 tế bào viêm T-helper 2, đó là mình gọi là viêm loại 2, và nó sẽ hoạt hóa gây ra tích tụ những cái bạch cầu ái toan, mast cell, basophil ở trong cái đường thở của mình và trong cái đường thở của mình ha. Và như vậy, và chúng ta thấy là cái NO này nó tỷ lệ các tương quan tương đối tốt với lại cái acetophil, chúng ta sẽ thấy ở những sau. Về cái hen của chúng ta thì chúng ta thấy là cũng trên tạp chí Nature Review mình thấy là chắc có lẽ bác sĩ hóa mình biết rất là rõ là hen thì mình có thể phân theo cái kiểu hình, đó là hen mà có liên quan tới cái viêm TH2, viêm TH2 và hen không có viêm TH2, viêm TH2 thì những cái viêm TH2 này chúng ta thấy là liên quan đến acetophil, liên quan đến T-helper 2 đó, thì thường thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ có cái việc mà tăng cái bạch cầu ái toan, và có thể đây là cái yếu tố mà giúp chúng ta coi cái việc mà đáp ứng với corticoid nhiều hơn. Trong khi đó cái hen mà có cái TH2 thấp hay là hen mà không liên quan đến cái viêm tiếp 2 thì chúng ta thường là sẽ không có cái việc mà thường thì nó sẽ không có việc mà
các cái bậc thị diện của bạch cầu ái toan ở trong đường dẫn khí, đường thở của mình cũng như là trong cái trong máu của chúng ta, và có thể ít đáp ứng với lại cái axit thôi. Rồi thì chúng ta nói về một xíu về cái hen type 2 tại vì sao? Thì chúng ta thấy là cái FeNO này liên quan rất là nhiều tới cái viêm type 2 này, và NO này trong quá trình đánh hen nó như thế nào. Thì đây là một cái nghiên cứu gọt hay nghiên cứu gọt của nhiều cái nghiên cứu nói về cái độ, đây là độ nhạy và đây là độ đặc hiệu của cái NO trong trình đánh hen. Thì nhìn chung thì nó cũng có cái độ nhạy và độ đặc hiệu tương đối tốt ha, và cái mức độ chính xác của cái NO trong trình đánh hen này thì nó cũng tương đối trong việc trở nên, nhưng mà chúng ta thấy là tuy là độ nhạy như vậy nó không phải là tuyệt đối 100%, cái gì thì cũng có sẽ có âm dạ dương dạ. Và câu chuyện chúng ta thấy rằng hen thì có hai loại, đó là những cái hen mà do cái viêm type 2 thì NO có vai trò rất tốt trong cái việc mà hỗ trợ cái chẩn đoán hen viêm loại 2 ở trong cái hen, nhưng mà cái hen mà không viêm loại 2, không có eosinophil thì chúng ta thấy rằng NO này sẽ vai trò thấp hơn, có thể đó là một cái điểm mà đến một cái điểm chưa được tốt của cái NO trong cái việc chẩn đoán hen. Tại sao? Chúng ta thấy rằng khi mà NO này thì trong một cái nghiên cứu khá nổi tiếng đang trên tạp chí Thorax của Hoa Kỳ, thì chúng ta nói lên tương quan giữa cái FeNO và cái tăng bạch cầu ái toan ở trong hen. Thì đây là cái nồng độ bạch cầu ái toan trong đường phế quản, phần trăm bạch cầu ái toan trong đường phế quản, và đây là cái NO. Chúng ta thấy rằng có mối tương quan khá chặt ha, R đến 0,78, có nghĩa là NO càng cao và tương quan dương, NO càng cao thì cái bạch cầu ái toan trong cái dịch tiểu phế quản càng nhiều và chứng tỏ là cái viêm type 2 càng nhiều ha. Và như vậy NO vai trò rất tốt trong cái việc cái viêm phát hiện cái viêm type 2 trong hen, viêm type 2 trong hen. Và chúng ta thấy rằng nó ngoài ra cái NO này còn giúp chúng ta đánh giá được khả năng đáp ứng với corticoid. Thì chúng ta thấy rằng cái NO này nó tăng cao thì chủ yếu đó là do cái nốt nốt mà cảm ứng sốt quá mức cái NO này ha. Và cái men nốt này đó là cái men mà duy nhất ức chế vào cái corticoid ha, corticoid đó. Chúng ta thấy rằng như vậy nếu chúng ta ức chế được cái corticoid thì sẽ ức chế được xin lỗi, nếu chúng ta dùng corticoid ức chế cái nốt này thì sẽ ức chế cái quá trình tạo ra cái NO, và như vậy sẽ làm giảm cái NO trong cái đo chúng ta ha. Như vậy chúng ta thấy NO sẽ là một cái dấu chỉ, một dấu chỉ cho sự đáp ứng của corticoid, đặc biệt là của corticoid ha. Và khi mà dùng cái ICS thì chúng ta thấy là cái NO này nó sẽ thay đổi trước khi mà có những cái triệu chứng lâm sàng. Đôi khi là trước khi chuyển lâm sàng hay là nồng độ eosinophil trong đàn ha, trong đàn. Và ATS cũng có đưa ra cái ngưỡng, ATS cũng đưa ra cái ngưỡng để mà chúng ta biết là cái ngưỡng nào là cái ngưỡng mà đáp ứng. Thì nhìn chung thì chúng ta nhớ những con số này, chúng ta sẽ đánh lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Ở cái người mà trên 12 tuổi thì NO là dưới 25 và dưới 20 ở cái người mà dưới 12 tuổi để xem là NO thấp, còn NO mà trên 50 ở người trên 12 tuổi và trên 35 ở người dưới 12 tuổi thì xem như là NO cao, và NO cao thì nó liên quan đến cái việc tiên lượng cái đáp ứng với lại cái ICF. Rồi chúng ta thấy rằng đây là NO có cái vai trò trong cái việc mà đánh giá tuân thủ cái điều trị ICF, để chúng tôi đưa ra một số cái nghiên cứu. Hay chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của Beck và Rick 2000 Beck 2002 thì chúng ta thấy rằng cái việc mà thay đổi ha, giảm cái giảm của cái NO, giảm của NO này thì nó có tương quan dương với cái việc tuân thủ của cái ICS này, hoặc là cái nồng độ NO. Đây cái nghiên cứu của Claudia 2004 thì cái nồng độ NO này có tương quan âm với lại cái việc tuân thủ, có nghĩa là nồng độ NO càng thấp thì tuân thủ càng tốt, trên đây thì giảm càng nhiều thì tuân thủ càng tốt. Thì như vậy chúng ta thấy là tóm lại thì chúng ta thấy câu chuyện đó là gì, NO này thường sẽ thấp hơn ở những cái bệnh nhân mà không mà tuân thủ điều trị đây tuân thủ điều trị xin lỗi này. Và tuy nhiên thì cái ngưỡng mà chưa có cái ngưỡng cut off, chưa có cái ngưỡng cut off mà cụ thể, và ta thấy rằng khi mà việc NO mà nó giảm, NO nó giảm thì sau khi dùng ICF mà có cái theo dõi đầy đủ đó thì có thể cho thấy phản ánh được cái việc mà tuân thủ cái gì kém cái đó, là một bệnh nhân kém tuân thủ, thì đó là một dấu hiệu của cái việc mà kém tuân thủ điều trị ở bệnh nhân. Tiếp theo chúng ta nói về cái những cái ngưỡng của NO trong chẩn đoán và theo dõi hen. Thì chúng ta thấy rằng những cái ngưỡng này thì chúng ta đã nói lúc nãy rồi ha, mình sẽ có ba ngưỡng là NO thấp, NO trung bình và cái NO cao. NO này thì nó sẽ tùy theo tuổi, người lớn là trên 12 tuổi
người lớn, bài trẻ trên 12 tuổi, bài trẻ dưới 12 tuổi. Thì mình cũng nhớ là trên 12 tuổi sẽ những 25, 25, 50 và 50, tương ứng với chữ Eno, thấp, trung bình và cao. Đối với trẻ dưới 12 tuổi thì sẽ là 12, sẽ gọi là 20, dưới 20, 35 và trên 35, tương ứng với cái nồng độ Eno thấp, trung bình, cao. Và cũng mình cũng thể dùng để dự trù cái đáp ứng với lại cái viêm loại 2. Và chúng ta thấy rằng đầu tiên ở một cái bệnh nhân, chúng ta nói là một cái bệnh nhân lần đầu tiên tới khám, lần đầu tiên khám mà chưa sử dụng ACE thì đó, chưa dùng sử dụng corticoid trước đó, bắt đầu tới khám chúng ta và chúng ta khởi cho khởi đầu điều trị hen, thì đây là bệnh nhân chưa dùng ACE, chưa có dùng chúng ta thấy là những cái người mà có endo thấp thì có thể thấy là cái người mà hen không dị ứng, hen không dị ứng ha, và có thể là cái người này có thể là ít đáp ứng với cái điều trị corticoid. Trong khi đó những cái người mà tới khám mà có nồng độ endo trung bình hoặc endo cao, nói trung bình hoặc cao này, thì có thể sẽ tin được được cái câu chuyện là có thể đáp ứng được cái corticoid tốt hơn đó. Thì chúng ta thấy là cái câu chuyện ở đây rằng endo cao còn nói lên nó là cái là liên quan tới cái endo này có thể là bị hen dị ứng nữa ha. Như vậy chúng ta thấy là cái vai trò của endo trong cái việc hen, thì mình thấy rằng nó là endo nó càng cao thì cái việc mà mình tiên lượng đáp ứng nó càng tốt. Tuy nhiên thì chúng ta thấy ở đây, chúng ta thấy ở đây thì chúng ta thấy rằng đối đánh giá ban đầu của bệnh nhân hen mà chưa điều trị thì nồng độ endo thấp thì chúng ta cần phải loại trừ hay xem xét chẩn đoán hen há hay không, endo cái chuẩn mực trung bình thì và cao thì sẽ ủng hộ chẩn đoán hen, chẩn đoán hen. Theo một tác giả thì endo thấp thì có thể xem xét không dùng, nhưng mà chúng tôi để chúng ta dịch ra chúng tôi vẫn tôn trọng, nhưng theo Gina khuyến cáo thì sao? Cái khuyến cáo của Gina thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu chuyện ở đây đó là cái NO này thì chưa được sử dụng để giúp chúng ta chẩn đoán loại trừ hay là xác định chẩn đoán hen. Thì chúng ta thấy rằng hen thì ngoài cái những cái người hen mà do cái viêm cái tiếp hai ra, còn những cái người sẽ hen không do cái viêm hai nữa à, cho nên thì chưa dùng được loại trừ hoàn toàn cái xác định hen này. Và vì lý do NO này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều cái yếu tố như nhiễm trùng hô hấp vân vân. Và đối với Gina thì chúng tôi vẫn thích sử dụng Gina hơn. Đó là sao? Đó là những cái người mà có NO ban đầu cao trên 50 mV ở người lớn hoặc là 35 ở con nít đó, ở trẻ em đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng câu chuyện đó là cái người mà có cái FNO cao trên 50 mV đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chưa sử dụng ACE này thì nhìn chung NO này nó sẽ là cái yếu tố tiên lượng đáp ứng ngắn hạn với lại cái ACS này. Trong trường hợp endo thấp này thì chúng ta cũng cũng không loại trừ được hen, không loại trừ được hen ha. Đó, và cái NO này thì cũng nói rõ endo ban đầu thấp này thì cũng chưa có cái nghiên cứu về sự an toàn nếu mà không có dùng ACS với những bệnh nhân này thì mình có triệu chứng. Cho nên là những cái bệnh nhân nghi ngờ hen thì chúng ta không để sử dụng NO, để quyết định không dùng ACS. Chúng tôi nghĩ là cái đây là một cái khuyến cáo mà nó cũng rất là có cái ý nghĩa. Và tiếp theo nữa thì chúng ta nói về cái NO trong cái theo cái hen, thì chúng ta thấy rằng NO thì một số nghiên cứu cho biết là cái NO này thì nó sẽ đạt bình nguyên mới sau khoảng 2 tuần, và sau cái 2 tuần này đó thì chúng ta thấy rằng cái NO này sau khi đạt bình nguyên như vậy thì khi mà chúng ta khuyến cáo đo, thì khi là đo lại thì chúng ta sẽ đo lại sau khoảng 2 tuần, 10 đến 14 ngày, 10 đến 14 ngày sau khi bắt đầu phải đầu điều trị cái ACS này sẽ biết có thể đo, và chúng ta có thể đo cái NO này mỗi 2 đến 4 tháng và điều chỉnh cái liều ACS này cho đến khi mà NO trở về thấp. Và chúng ta đến kịch bản tiếp theo, đó là một cái bệnh nhân mà đã quay trở lại tái khám với chúng ta phải có cái nồng độ NO như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là chúng ta cần quan tâm đến cái việc tăng giảm như thế nào. Thì đối với cái nồng độ NO thấp hoặc trung bình thì cần tăng hoặc giảm 10 ppb là có ý nghĩa. Còn đối với cái nồng độ NO cao đó thì tăng hoặc giảm 20%, tăng hoặc giảm 20% thì nó mới có ý nghĩa. Và chúng ta có thể dựa vào cái đó để mà chúng ta hướng dẫn cái câu chuyện mà điều trị. Chúng ta thấy rằng cái bệnh nhân mà NO thấp này thì xem như đang sử dụng ACE thì xem như là cái viêm loại 2 đã được kiểm soát, thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng
Nếu bệnh nhân ổn định thì chúng ta sẽ xét giảm đều sau khoảng 2 tháng, xét giảm đều, và khi giảm đều thì chúng ta sẽ đo NO là sau khoảng 2 đến 4 tuần. Đối với NO trung bình và NO cao thì cái câu chuyện gì? NO trung bình cao có nghĩa là cái vấn đề nền viêm bệnh nhân có thể là chưa được kiểm soát, có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta nghĩ đến cái nguyên nhân đầu tiên đó là việc mà tuân thủ điều trị chưa tốt hoặc là cái kỹ thuật sử dụng của huyết bệnh nhân chưa có tốt, thì chúng ta có thể xem xét ha, và xem xét kiểm tra lại cái dụng cụ huyết coi bệnh nhân tuân thủ tốt hay chưa đó. Rồi, trong trường hợp mà vẫn tất cả đều có hết thì có thể trong trường hợp tất cả bệnh nhân tuân thủ tốt, cải thiện dùng dụng cụ huyết vẫn tốt, thì chúng ta có thể xem xét tăng liều, cái tăng liều cái này, và khi tăng liều thì tăng liều chúng ta thấy là mình cũng phải sẽ đo lại cái NO để xem. Và ngoài ra chúng ta có thể phối hợp với đo cái NO này với cái triệu chứng ha. Nếu NO thấp và mình không có triệu chứng thì quá tốt, chúng ta sẽ giảm đều thôi. Còn nếu có triệu chứng kéo dài thì mình xem xét coi cái bệnh lý khác kèm theo có thể có hay không. Và đối với cái NO trung bình thì sao? NO trung bình mà không có triệu chứng thì chắc có lẽ thì ta cũng không có dám và mà giảm liều ha, không có thể dám mà giảm liều. Và NO trung bình mà bệnh nhân mà không triệu chứng nhưng chúng ta có thể kiểm tra, có thể kiểm tra mức độ tuân thủ điều trị và cái việc mà kiểm tra cái thích ha. Và nếu có triệu chứng thì có thể là đó đi là có triệu chứng thì mình phải lập tức kiểm tra cái thích, kiểm tra mức độ tuân thủ và xem xét nếu mà có thể xem xét tăng liều trường hợp cần thiết. Tương tự như vậy đối với cái NO cao ha, đối với cái NO mà có cao thì chúng ta thấy là cũng như vậy, không triệu chứng thì chỉ như là không không thì không được thay đổi rồi, còn có triệu chứng kéo dài thì phải xem xét cái việc mà tăng liều, nhưng sau khi chúng ta đảm bảo bệnh nhân đã tuân thủ điều trị, rồi tiếp theo nữa thì chúng tôi xin phép nói về cái vai trò của NO này trong cái hen nặng. Thì chúng ta thấy là hen nặng thì đây là cái khuyến cáo điều trị hen nặng của Gina. Thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái người hen nặng thì sao, chúng ta thấy rằng hen nặng hoặc là gọi là hen đầu tiên, để nói là hen nặng thì chúng ta phải đảm bảo gì, trong quá trình theo dõi chúng ta phải kiểm tra hết những cái dụng cụ huyết, những cái tuân thủ điều trị, rồi những cái yếu tố nguy cơ như hút thuốc vân vân, kiểm tra hết đầy đủ. Nếu mà sau đó mình quản lý tối đa rồi mà trong 3 đến 6 tháng mà bệnh nhân mới không heo, mới không kiểm soát được, khi đó thì chúng ta mới gọi là hen nặng. Và hen nặng thì chúng ta mới bắt đầu có cái phân loại để chúng ta điều trị. Thì cái trong cái điều trị hen nặng này đó, trong cái điều trị hen nặng này thì nó chiếm rất ít thôi, không không nhiều đâu, nhưng mà hen nặng thì chúng ta thấy may mắn là mình sẽ có một cái kiểu hình mà rất là hay, rất là phù hợp để mà chúng ta xem xét mình điều trị, đó là cái kiểu hình mà hen do cái viêm cái tiếp hai này ha. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta xác định được cái bệnh nhân mà hen do cái viêm tiếp hai này rồi thì chúng ta sẽ có thể xem xét viêm tiếp hai do cái nào, chúng ta sẽ nói viêm tiếp hai này rồi thì có thể xem xét là tăng liều ACE lên nếu chưa bệnh nhân chưa có độ lượng ACE, hoặc là chúng ta sẽ thêm vào những cái điều trị là sinh học cho bệnh nhân, và sinh học cho bệnh nhân. Rồi thì cái điều trị sinh học của mình thì mình có thể là có những cái như anti-interleukin 5, anti-interleukin 4, và chúng ta thấy đâu đây, chúng ta thấy trong cái sơ đồ này ha, những cái sơ đồ này thì chúng ta sẽ thấy là cái câu chuyện là cái vai trò của cái NO này, vai trò của NO này trong cái việc mà chúng ta theo dõi hoặc là chúng ta lựa chọn cái bệnh nhân nào, cái đối tượng nào là nó phù hợp. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái viêm loại 2 mà ở trong cái hen nặng này thì chúng ta thấy rằng cái NO này nó sẽ là một trong cái yếu tố là mà chúng ta xác định được cái bệnh nhân nào là cái người mà có cái viêm loại 2. Thì chúng ta thấy rằng Gina cũng khuyến cáo là cái khả năng mà viêm loại 2 kháng trị thì nên được xem xét nếu mà phát hiện những cái bất kỳ cái dấu hiệu nào sau đây ở cái bệnh nhân đang dùng ACE chiều cao hoặc là dùng cái corticoid uống mỗi ngày, và cầu ở tay máu trên 150, hoặc là cái FNO này trên 20 ppb, là các bạch cầu đàn mà hen điện tử và nguyên trên lâm sàng. Nhưng chúng ta thấy rằng bạch cầu lấy máu và lấy bạch cầu ấy tan qua đàn thì mình thấy lấy đàn thì các lấy đàn kích thích chắc hơi khó. Còn cái câu chuyện mà chúng ta thấy là bạch cầu ấy tan máu thì đôi khi lấy máu cũng hơi xâm lấn, trong khi đó cái NO phải có vậy, một ứng cử viên rất là đơn giản, chúng ta đo mà không phải xâm lấn gì hết, và cũng thể phát hiện qua đó phát hiện ra được cái tình trạng mà viêm cái tiếp hai. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhớ là đo cái này mình phải lưu ý những cái tình trạng nào có thể ảnh hưởng, có thể làm tăng giá NO này, tăng 0.4 thì chúng ta cần phải loại trừ trước. Ví dụ như là bệnh nhân hay không kiểm soát mà
đang có cái nhiễm trùng hô hấp mà đo thì có thể là tăng cái NO lên. Và chúng ta thấy nữa là cái vai trò của cái NO này trong cái điều trị hen nặng ha, trong cái điều trị hen nặng này, thì đối với NO trong điều trị hen nặng thì chúng ta thấy rằng đây là cái yếu tố mà dự báo cái đáp ứng của cái hen với omalizumab. Thì chúng ta đối với omalizumab là cái anti-interleukin anti-IgE đó, thì chúng ta thấy là cái mức của IgE cơ bản sẽ không không có dự đoán khả năng đáp ứng. Mà trong một cái nghiên cứu thấy rằng ở những cái người mà có bạch tan máu trên 260 trên mitocon trên mitrit, là cái NO trên 20 BBB đó, thì nó có vẻ như là nó giảm được thấp nhiều hơn, có vẻ có khả năng giảm được cấp nhiều hơn nữa so với nguyên một cái dân số chung. Thì như vậy NO cao, chúng ta thấy là đây là cái yếu tố để mà nói lên cái việc mà đáp ứng của omalizumab, chúng ta thấy là cũng khá mắc tiền ha, cho bệnh nhân sử dụng mà không đáp ứng thì đôi khi thì cũng mất tiền mà không đáp ứng thì cũng hơi khó cho bệnh nhân. Và ngoài ra chúng ta thấy là đối với cái anti-interleukin 4 thì chúng ta thấy là đây là một cái tiêu chuẩn để mà chúng ta xác định ứng cử viên ứng viên để mà phù hợp mà sử dụng sử dụng. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là đó là cái người có nhiều cái đợt cấp này, và có dấu ấn sinh học 2 thì mà cõi tăng máu và cái NO cao, thì đây là cái NO cao trên 25 BBB, đây là một dấu ấn để mà giúp chúng ta xác định cái người mà sử dụng ứng cử viên để mà dùng cái điều trị cái anti-interleukin 4 này. Và cuối cùng thì đây là cái kết luận, thì chúng ta thấy rằng cái vai trò của NO thì rất là tốt. Vai trò NO là một cái mắc cầu viêm trong mạch cầu tan cho hen A và I, và NO này có thể giúp hỗ trợ trong việc chuyển đến hen. Và chúng ta nhớ là NO mà càng cao thì cái việc mà càng tiên lượng được cái việc mà đáp ứng corticoid càng tốt. Tuy nhiên NO thấp thì chúng ta thấy rằng cũng không thể nói rằng vì thấp quá mà trên lâm sàng chúng ta vẫn như là hen, chúng ta không vẫn không cho dùng ICS. NO thấp thì chúng ta thấy nếu nguyên vẫn nghi ngờ thì mình vẫn có thể cho bệnh nhân sử dụng ICS, nhưng mà trong đầu mình cũng phải nghĩ tới những cái nguyên nhân khác có thể có và NO có thể giúp chúng ta đánh giá được cái mức độ kiểm soát, mức đánh giá được cái tình trạng tuân thủ điều trị bệnh nhân. Và ngoài ra NO chúng ta thấy có thể hỗ trợ cho cái việc tăng giảm cái liều điều trị ở trong hen và đối với trong cái hen nặng thì chúng ta thấy rằng NO là có thể hỗ trợ xác định cái triệu hình viêm loại 2 và chúng ta thấy rằng đây là cái yếu tố mà xác định ứng cử viên nào là phù hợp sử dụng cái anti-leukin 4 và cái yếu tố tiên lượng giúp cho xem xét cái việc mà đáp ứng tốt với lại cái anti-IgE. Bài trình bày chúng tôi đến đây xin kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.